Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ có anh chàng ăn xin tên là Svart. Anh luôn ao ước một ngày mình sẽ trở nên giàu có. Bà Kata, bà có thể cho cháu xin vài đồng bạc lẻ được không ạ? Cháu đói quá, mấy ngày nay đã không có gì bỏ bụng rồi. Cậu Svart đấy à? Con trẻ khỏe thế mà không chịu tìm công việc gì kiếm sống, suốt ngày đi ăn xin là sao? Ăn xin cũng là một công việc mà bà. Công việc này cũng vất vả chứ bà tưởng. Với lại, cháu dự tính chỉ làm nghề này hết năm nay thôi. Cháu sẽ tích lũy tiền, lấy vốn làm ăn. Tương lai cháu sẽ trở thành người giàu có đó chứ. Cháu có kế hoạch hết rồi, bà không cần lo cho cháu đâu. Thành người giàu có? Cậu sẽ thành người giàu có bằng cách nào? Nếu bà cho cháu một chút tiền, số tiền đó sẽ trở thành một trong những đồng tiền vốn. Từ vốn liếng đó, cháu sẽ làm ăn và thành người giàu có. Ôi, nhưng tôi đi chợ đã mua thực phẩm hết cả tiền rồi, không có dư mà cho cậu đâu. Vậy bà cho cháu chút thực phẩm đã mua cũng được. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu một chút bột mì. Cậu có gì để đựng không? Cả nhà cửa của cháu chỉ có mỗi cái nồi đất này thôi. Bà đổ bột mì vào đây giúp cháu với. Đấy, chỗ này cậu có thể làm được 5 chiếc bánh mì đó. Ôi, bà đã thương thì thương cho chót được không ạ? À? Cháu xin thêm chút bột mì nữa đi. Có chút xíu như vậy thì ăn được mấy bữa chứ. Thôi được, vậy tôi thêm cho cậu chút nữa nha. Đấy, chả ai đi ăn xin mà lại được cho từng này bột mì. Lại là bột mì hảo hạng đấy nha. Vâng, cháu cảm ơn bà. Bà thật là tốt bụng quá. Kể ra mà ngày nào bà cũng cho cháu như vậy thì tốt quá. Cậu tham vừa thôi. Giờ thì cậu mang bột về làm bánh mà ăn. Tôi là tôi sẽ ngóng xem cái kế hoạch trở thành người giàu có ban nãy cậu nói với tôi bao giờ thành hiện thực đấy. Vâng, nhất định rồi. Cháu sẽ trở về và vạch ra chiến lược để trở nên giàu có nhờ chỗ bột mì bà đã cho. Dạ, chỗ bột mì này cũng khá đó. Mình sẽ lên kế hoạch để trở nên giàu có chỉ từ chỗ bột mì này. Mình sẽ làm thành 20 cái bánh mì để đem bán. Nhưng không phải là ngay hôm nay. Mình sẽ bắt tay vào làm từ ngày mai. Bây giờ thì phải treo cái nồi đất đựng bột mì này lên xà nhà. Kẻo lũ chuột, lũ gián sẽ ăn mất. Như vậy thì đảm bảo cái nồi bột mì được an toàn rồi. Ngày mai kế hoạch sẽ bắt đầu. Ai bánh mì nào? Bánh mì thơm ngon hảo hạng đây. Các bác mua nhanh kẻo hết đó. Ồ, cậu Svart, chỗ bột mì hôm qua tôi cho cậu giờ đã thành bánh mì rồi đây ư? Vâng, đúng vậy ạ. Cháu mời bà mua ạ. Tay nghề làm bánh của cháu không thua kém bất cứ người thợ làm bánh nào đâu. Mà giá thì lại rất rẻ, chỉ 5 xu một cái thôi ạ. Ấy chà, được, để tôi mua một chiếc ăn thử xem nào. Ôi chao, bánh mì cậu làm ngon hết sảy, bán cho tôi vài cái nào. Cho tôi mua 2 chiếc. Cho tôi mua 5 chiếc. Lấy cho tôi 10 chiếc đi. Từ từ đã nào các bác ơi, không tranh nhau nha. Hôm nay cháu chỉ có vài chục chiếc bánh mì thôi, nên cháu sẽ bán cho mỗi người 2 cái. Ngày mai cháu sẽ làm nhiều hơn, mọi người quay lại mua sau nha. Không ngờ mình bán bánh mì lại đắt khách như vậy. Được một đống tiền rồi. Giờ thì mình sẽ mua lại bột mì và làm bánh bán tiếp. Số tiền này mà mua bột thì phải đủ để làm tới 100 chiếc đó chứ. Mai tha hồ mà thu tiền. Đó, kế hoạch của mình là như vậy. Khi có nhiều tiền rồi, mình sẽ mở một cửa hàng bán bánh mì. Còn giờ thì mình đi ngủ đã.
Ngộ nhỡ chuyện bán bánh không thành công thì có phải là mình mất to chỗ bột này không? Có lẽ mình lại treo nồi bột này lên tới mai thôi. Hôm nay mình vẫn cần phải suy tính kỹ hơn nữa để xem nào. Nếu mình có đủ tiền để mở một cửa hàng bánh mì thì sẽ thế nào ta? Chà chà, việc bán bánh mì của mình đã thành công mỹ mãn. Giờ mình đã có của ăn của để rồi. Chỗ tiền dư này mình sẽ đầu tư thêm để kiếm lời. Phải rồi, mình sẽ mua một con dê. Cậu Squat, cậu nên mua con dê này. Nó đang có bầu đó. Nó sẽ đẻ cho cậu một đàn dê. Tuyệt quá, vậy thì hãy bán cho tôi con dê này đi. Nó đắt hơn những con khác một chút đó. Cậu có đủ tiền không? Ồ, bác đừng khinh thường tôi. Giờ đây, tôi đã là ông chủ tiệm bánh mì rồi. Tôi có đủ tiền mua 3 con dê đó chứ. Vậy thì hãy trả tôi 10 đồng vàng rồi dắt con dê của cậu về. Thật là may mắn. Cuối cùng thì mình đã có cả đàn dê chứ sau vài tháng. Mình thật ngưỡng mộ bản thân mình quá đi. Sao mình lại tính toán giỏi như vậy không biết. Mình sẽ bán đi vài con dê con để mua ngựa, mua kiệu. Dần dần mình sẽ có cả một trang trại luôn. Vào chuồng đi nào, đàn kiều béo múp của ta. Chúng mày trị giá bằng cả một gia tài đó. Chà chà, căn nhà sang trọng quá cậu Svart à. Cuối cùng thì cậu cũng trở thành người giàu có thật sự rồi. Cháu đã nói là cháu sẽ trở thành người giàu có mà. Giờ bà đã tin chưa? Tôi tin. Cậu đúng là một người ăn xin tài năng. Chỉ từ một chút bột mì của tôi mà cậu đã trở thành người giàu có. Cậu thật là tài giỏi. Cháu không có dự định thì thôi. Chứ một khi đã lên kế hoạch thì nhất định sẽ thành công mà. Chúc mừng cậu. Giờ thì cậu đã đầy đủ cả rồi. Cậu nên cưới một người vợ để trông coi gia tài cho cậu nữa. Bà nói đúng. Đã đến lúc cháu nên lấy vợ rồi. Bà có quen biết cô gái nào xinh đẹp, gia cảnh phù hợp với sự giàu có của cháu không? Để tôi ngẫm xem nào. À, có rồi đây. Cô Helen là con gái của ngài thương gia giàu có và xinh đẹp nhất vùng này. Cậu thấy sao? Nếu cậu thích, tôi sẽ làm mối giúp cậu. Ồ, nếu được vậy thì còn gì bà ngã. Vậy cháu chăm sự nhờ bà nha. Bà có đánh tiếng với cô ấy rằng cháu hiện giờ có một dinh thự sang trọng, một trang trại rộng lớn, rất nhiều vàng bạc và một cửa hàng bánh mì nổi tiếng. Được, của não của cậu tôi biết cả rồi. Tôi sẽ nói với cô ấy, chắc là cô ấy sẽ ưng thôi. Cảm ơn bà. Bà nhớ chuẩn bị quần áo đẹp để dự lễ cưới của cháu nha. Tính đến đây đã, kế hoạch vậy là ổn rồi. Nhưng mà mọi chuyện phải bắt đầu từ ngày mai. Hôm nay mình vẫn phải treo cái nồi bột mì này lên đã. Giờ thì cũng muộn rồi, mình phải đi ngủ đã. Mọi kế hoạch cần phải suy tính kỹ càng hơn. Ngày mai mình sẽ lại lên kế hoạch tiếp. Mình nhất định sẽ trở thành người giàu có nhất cái vùng này. Chà chà, một ngày mới lại đến rồi. Mình phải lên kế hoạch tiếp thôi. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta chào đón đứa con đầu lòng rồi. Anh vui quá đi mất. Anh đang tính đặt tên con là Lion. Nó sẽ mạnh mẽ giống một con sư tử vậy. Theo em thì nó sẽ là con trai hay con gái? Em nghĩ nó sẽ là con trai. Anh xem, còn trong bụng mà nó đã nghịch ngợm thế này thì nhất định là con trai rồi.
nó nghịch lắm phải không? Nếu là con trai thì không chỉ nghịch mà rất có thể còn bướng nữa. Vậy thì lúc đó chào đời, không biết chúng ta nên dạy dỗ nó thế nào cho ngoan đây. Đúng vậy, em rất lo con trai của chúng ta sẽ khó bảo. Nếu nó không ngoan, sau này nó sẽ chơi bời lêu lổng rồi phá hết tài sản đã có của chúng ta mất. Anh nhất định phải nghiêm khắc với nó. Nếu nó hư, anh sẽ đánh cho nó một trận. Anh sẽ đánh nó như vậy nè. Ôi trời ơi, đổ hết bột mì rồi. Vậy là kế hoạch của mình coi như là đi tông rồi. Anh chàng ăn xin lên kế hoạch hết ngày này sang ngày khác. Cuối cùng thì kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch. Và anh ta lại trở về với công việc ăn xin. Thế mới thấy những kế hoạch chỉ là viển vông nếu không bắt tay vào làm. Gấu và sói. Còn lâu mới bắt được tớ nha. Cậu thử chạy dưới đất xem, tớ bắt được ngay. Thỏ ơi, chạy ngược nhanh lên, sói ở đằng trước đấy. Thỏ ơi, nhanh lên nào. Lại là thằng sói đáng ghét ấy. Cảm ơn sóc nha, lát nữa lại gặp nhau ở chỗ cũ nha. Ừ, nhanh chân lên, hẹn ở chỗ cũ. Con sóc đáng ghét, mình đã trốn kỹ như thế rồi, sao nó biết mà chạy sớm vậy? Làm mất công mình rình rập nãy giờ. Bạn sóc này, mình cũng chỉ muốn chơi hú quà với các bạn tí thôi mà, sao mà cứ phải đánh động trốn chạy đi như thế cho mất vui chứ? Bạn bè trong rừng với nhau cả mà cứ làm như thế, có phải thành ra xa cách nhau không? Sói thì kết bạn được với ai? Đừng hòng lừa người khác. Tiếng xấu độc ác, biệt bợm của cậu thì ai mà chẳng biết. Cậu còn giả vờ giả hoạt làm gì? Chẳng ai tin cậu đâu. Eo ơi, sói kìa, đi chỗ khác đi. Thôi, mình đi chỗ khác đi. Tốt hơn hết, đừng đứng gần một kẻ gian ác như thế. Đây cũng cốc thèm nhé. Bực cả mình. Uống nước thì uống đi, ai thèm tranh mà phải bỏ đi. Tôi cũng chẳng thèm chơi với hai cậu nha. Vui quá. Nào, đợi tôi với. Chẳng ai thèm chơi với mình. Thật đáng ghét. À, có anh gấu kìa. Chắc là anh ấy sẽ chơi với mình, không như cái đám nhãi nhép khi nãy. Chào bạn gấu. Bạn gấu yêu quý ơi, bạn đang ngồi đây làm gì vậy? Mình cùng đi chơi đi. Ồ, là sói đấy à. Bạn tự đi chơi đi, tôi ngồi đây được rồi. Thôi nào, ngồi đây thì có gì vui đâu. Bạn đi chơi cùng tôi đi. Tôi đi đủ khắp khu rừng, chẳng ai chơi với tôi cả. Bạn mà từ chối nữa là tôi buồn lắm đấy. Nào, đi chơi đi. Tôi không đi đâu, tôi đang bận tận hưởng một thứ tuyệt đẹp. Ồ, tận hưởng một thứ tuyệt đẹp hả? Mà bạn đang nhìn cái gì vậy? Trông bạn có vẻ chăm chú quá. Không có gì đâu, chỉ là sở thích của tôi thôi ấy mà. Thôi mà, bạn chỉ cho tôi xem nào, bạn đang nhìn gì vậy? Trông bạn kìa, chắc là thích lắm. Vẻ mặt bạn vui thế cơ mà. Nào, bạn nói cho tôi với. Ừ, đúng là rất đẹp đấy sói ạ. Phía trên tán cây kia kìa. Đâu, đâu? Trên tán cây kia có một chú nhộng vừa lột xác thành chú bướm rất đẹp, đang đập cánh bay đó. Ồ, bạn đã ngồi xem từ lúc chú nhộng lột xác thành bướm cơ à? Nhưng đâu đâu, sao tôi chẳng thấy gì thế cả nhỉ? Ồ, lại gặp gã sói kia ở đây. Chả thấy chú bướm xinh đẹp nào đâu, mà lại thấy cái con sóc xấu tính kia. Anh thử xem lại ai là kẻ xấu tính trước đi nha. Xem có ai thèm chơi với anh không. Tôi không thèm chơi với loại nhỏ nhen như cậu. Tôi kết bạn với anh gấu to con và dũng mãnh đây này. Bạn gấu ơi, tôi vẫn chưa thấy gì trên tán cây cả. Bạn chỉ lại cho tôi đi.
ngày kia thôi mà. Tôi tưởng mắt cậu phải tinh lắm chứ. Chú bướm ấy vẫn đang bay ở trên đó mà. Sau những trái xoài chín vàng ươm như ánh nắng mặt trời, chẳng phải là chú bướm nhỏ đang đập cánh vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển đó sao? Và những hoa văn trên cánh bướm mới đẹp làm sao nữa. Ồ, sao mình vẫn không thấy con bướm chết tiệt ấy đâu nhỉ? À, tôi thấy bướm nhỏ mềm mại rồi. Xin chào bạn bướm nhỏ xinh đẹp nhé. Mà chú bướm nhỏ xíu thì có gì đáng quan tâm mà các bạn cứ trầm trồ mãi thế làm gì? Này bạn gấu ơi, thôi mặc kệ con bướm nhỏ với mấy kẻ xấu tính kia. Tôi với bạn ra chỗ đồng cỏ chơi đi. Ở đó vui lắm. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy thứ mới thật sự tuyệt đẹp. Sao lại ra đồng cỏ? Ở đó có gì vậy? Có phải ý cậu là ở đó có ánh nắng vàng ươm như mật và những ngọn cỏ khô tỏa hương thơm mát không? Ôi trời, mấy thứ đấy thì có gì hay ho. Thay vì ngắm mãi một con bướm nhỏ nhoi chả tích sự gì, thì bạn ra đồng cỏ với tôi. Ở đó có rất nhiều cừu. Tôi sẽ chỉ cho bạn những con cừu non trong đàn cừu đông đúc đó. Mà bạn biết không, cừu non thì mềm phải biết nha. Nếu cắn một cái ngập cả thịt vào chân răng, như thế mới thích và đẹp hơn nhiều. Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã chảy cả nước miếng rồi đây nè. Ôi xối ơi là xối. Cậu còn cứ than trách cả khu rừng không ai thích chơi với cậu mà không tự nhìn lại cậu sao? Sao cơ? Bạn không thích ăn cừu ư? Sói đang lân la chơi với gấu, nhưng gấu chỉ cho sói bạn bướm nhỏ mãi mà sói chẳng nhìn thấy đâu. Ôi trời ạ, à, tưởng cậu ta ra đồng cỏ ngắm cái gì, hóa ra là thèm thịt cừu. Anh chỉ biết có thịt cừu non thì sao có thể hiểu vẻ đẹp của cánh bướm bay. Sói à, muốn kết bạn thì phải đồng điệu về tâm hồn. Xin lỗi, tôi không ra đồng cỏ với anh đâu. Toàn những kẻ hợm hỉnh, ta đây không thèm các ngươi là bạn nữa. Bản chất vẫn là bản chất. Sói không thể cảm nhận được vẻ đẹp của cánh bướm nhỏ, mà chỉ thèm thuồng đi cắn trộm đàn cừu. Cái đẹp chỉ được cảm nhận từ những tâm hồn đẹp mà thôi. Còn những tâm hồn nghèo nàn, đầy những ham muốn thấp hèn, thì chẳng bao giờ có chỗ cho cái đẹp hiện hữu. Việc nặng phần ai? Các người dừng tay. Ta có chuyện này muốn thông báo, là chuyện vui nên tập trung hết lại đây. Các người đã vất vả làm cả năm cho ta rồi. Lần này, nhân chuyến đi mở mang thêm vùng đất mới, ta muốn dẫn theo các người đi cùng. Cũng là một chuyến đi chơi xa thăm thú. Các người thấy sao? Ông chủ muôn năm, ông chủ muôn năm. Thế thì còn gì bằng, chả mấy khi chúng tôi được đi chơi. Ông chủ muôn năm. Vậy hôm nay công việc đến đây được nghỉ. Các người về chuẩn bị đồ đạc tư trang. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lên đường. Vì đi xa và đi nhiều ngày nên ta sẽ mang theo rất nhiều đồ đạc. Các người phân công nhau để mang hành lý, đồ dùng hợp lý nhé. Này, Aesop. Dạ, ông chủ gọi con ạ. Ta thấy người có vẻ không háo hức như mọi người. Chẳng lẽ người không thích được đi chơi xa sao? Dạ không, không hề. Con rất thích thú đi chơi đấy ạ. Chẳng qua mọi người háo hức và phản ứng mạnh nên con cũng chỉ nhìn và hưởng ứng theo thôi. Thôi, ngươi về chuẩn bị đồ đạc giống mọi người đi. Vâng ạ. Trời ơi, sao ông chủ mang nhiều đồ thế kia? Chúng ta phải mang vác tất cả những túi hành lý đó suốt cuộc hành trình sao? Thế này thì đúng là đáng sợ thật. Trời ơi, mọi người ơi, cái túi màu đỏ này là túi đựng đồ ăn rồi, nặng nhất đó. Trong này nào là thịt muối, cá hộp hạnh nhân, bánh mì, nước uống, toàn đồ ăn và đồ uống cho tất cả mọi người trong cả hành trình. Nặng lắm, tôi không có xách nó đâu nha. Tôi túi này. Của tôi chứ. Không, tôi chọn rồi. Còn túi này đựng sâu chậu, tôi xung phong mang túi này. Túi này đựng chăn, tôi sẽ vác túi này. Túi này là thuốc men, tôi sẽ mang vác nó. Aesop, nhanh chân chạy ra lựa túi đồ đi. Sao cậu cứ đứng đó nhìn vậy? Mọi người chọn hết các túi nhẹ rồi, còn lại túi đựng thực phẩm, đồ ăn thì vác sao nổi.
để tôi vác túi đồ ăn cho. Đã bảo cậu nhanh lên mà chọn túi nhẹ cho mình thì không nghe, giờ phải mang túi nặng nhất, ráng chịu đó. Không sao mà. Ê Giớp, cậu ta gầy gò thế kia mà dám nhận mang vác cả túi đồ ăn to tướng như vậy, thật là dại dột ngu ngốc. Ôi giời, cậu ta không hề dại dột đâu. Đây là cách mà cậu ta thể hiện với ông chủ đó. Đúng rồi, chắc cậu ta âm mưu nhận việc nặng để chiếm tình cảm của ông chủ. Để xem cậu có nhấc nổi cái túi đó hết hành trình không. Không khéo giữa đường cậu bị chính cái túi đó đè bẹp mất. Ê Giớp ạ. Chà, cuộc đi chơi này xem ra cũng chẳng thú vị là mấy. Tôi cũng thấy mệt quá rồi đó. Mang vác bao nhiêu thứ đồ này trên người, chẳng còn hứng thú ngắm cảnh nữa. Nhìn Ê Giớp kìa, cậu ta mang vác túi to nhất mà vẫn đi nhẹ nhàng thảnh thơi đó. Ừ ha, cậu ta không thể khỏe thế được. Mang theo cả một bao hành lý đồ ăn nặng nhất mà trong lúc nào cũng như mang đồ nhẹ tên. Tôi hiểu rồi, chúng ta mới là những người dạ dột các anh ạ. À, Ê-zớp không ngờ nghệch như chúng ta tưởng, cậu ấy bắt đầu thảnh thơi rồi. Gì thế? Các anh nhìn Ê-zớp kìa, anh ta chịu mang túi đồ to nhất, nặng nhất, nhưng đó là túi đựng đồ ăn, mà suốt hành trình chúng ta đều phải dừng lại nghỉ ngơi và ăn uống. Sau mỗi bữa ăn, bao đồ ăn cứ thế vơi dần, và Ê-zớp trở thành người mang nhẹ nhất đoàn. Hả? Thế mới biết Ê-zớp là người có tầm nhìn, thấy được những gì mà tất cả chúng ta đều không thấy được. Chính sự ích kỷ của chúng ta đã làm tha hóa tâm hồn. Còn người có tình yêu và vui vẻ nhận mọi việc về mình như Ê-zớp lại là người làm cho tầm nhìn của mình trở nên rõ ràng và sắc bén hơn. Ồ, đúng là như vậy. Phát minh kim băng ra đời từ sự ấm ức. Anh đang lắp đặt gì vậy? Em có biết vật này là cái gì không? Là gì vậy, Water? Đây là một chiếc chuông. Nó có thể gắn vào xe điện để báo động cho những người khác thấy mà tránh xa ra. Wow, cũng tiện đấy chứ nhỉ? Có những thứ tưởng nhỏ bé nhưng lại rất hữu ích cho cuộc sống đó em à. Thế cái đồ vật anh cầm trên tay mà phát ra tiếng reng reng này cũng có tác dụng chứ? Ồ, tất nhiên rồi, anh đã mài mò mãi mới ra được đấy. Em biết không, lần trước anh chở Mary đến lớp, suýt nữa thì đâm phải một cụ già. Rồi thì anh chợt nghĩ là nếu như có một chiếc chuông kêu báo từ xa thì tốt biết mấy. Water, anh thật là sáng tạo. Nghe anh giải thích thì em thấy đúng là nó rất cần trong cuộc sống. Nhưng mà lần này nhất định là anh phải mang đi đăng ký bản quyền đấy nhé. Đừng để như những lần trước. Mẹ cho con tiền mua họa cũ nhé. Mấy hôm nay đi học vẽ thêm, con đều phải mượn của bạn Peter. Thôi chết, tiền làm công của mẹ vẫn chưa tới tháng được nhận. Làm thế nào bây giờ? Con có thể chờ bố mẹ ít hôm được không? Thôi, thế ngày mai bố mẹ cho con nghỉ học nhé. Con không thể cứ đi học rồi lại mượn họa cũ của các bạn bên cạnh suốt như vậy được. Thôi nào, Mary, cứ bình tĩnh đã nào. Nhất định là bố mẹ sẽ xoay sở được cho con. Thôi mà. Xin chào cả nhà. Chào anh Tê. Chào anh Jim. Lâu lâu mới thấy anh ghé thăm. Cậu cầm thứ gì trên tay vậy? Tôi mới hoàn thành được một cái chuông báo. Ồ, một cái chuông báo ư? Là sao? Anh có thể nói rõ hơn cho tôi biết không? Anh làm tôi tò mò quá. Chiếc chuông báo tôi mới làm ra này có thể gắn trên các phương tiện cá nhân hoặc công cộng, phát ra âm thanh cảnh báo để người đi đường biết mà tránh. Ồ, lần đầu tiên tôi thấy một chiếc chuông báo như thế này đấy. Chà chà, Walter, cậu bán nó cho tôi nhé. Tôi muốn lắp nó vào chiếc xe điện của nhà tôi. Rồi cậu sẽ còn làm được nhiều thứ hay ho hơn nữa. Chứ cái chuông cỏn con này có thấm tháp vào đâu với tài trí và sự khéo léo của cậu. Tôi chắc thế đấy. Thôi, bán nó cho tôi đi. Tôi sẽ trả luôn bằng tiền mặt. Tôi vừa thấy cháu bé cần tiền phải mua đồ dùng học tập phải không? Thôi được rồi, nếu như anh đã thích nó thế thì tôi bán lại cho anh đấy. Cảm ơn cậu.
Water. Thôi, cứ bán cho bác ấy. Đằng nào bác ấy cũng đang rất cần. Tin mới về phát minh ra chuông xe điện đây mọi người ơi. Tin mới nhất về phát minh đây mọi người ơi. Cậu bé, bán cho chú một tờ báo nào cháu ơi. Dạ đây ạ, của chú hết 50 xu ạ. Trời ạ, đây đúng là chiếc chuông xe điện của mình làm ra mà. Chỉ có thay đổi một số ít không đáng kể thôi. Lẽ nào... Tim, hắn ta đúng là một kẻ ranh ma. Hắn đã cướp công sức lao động của mình, nhanh tay đi xin cấp bằng sáng chế và bán nó đi để lấy tiền. Phải công nhận là hắn rất có đầu óc kinh doanh. Hắn làm giàu trên mồ hôi và công sức của mình. Mình thật là ngu ngốc mà. Water à, hôm qua chủ nhà đã tới thu tiền nhà của chúng ta đấy. Họ hẹn là hôm nay phải trả, nếu như không muốn dọn đồ đi ra khỏi đây luôn. Hôm nay luôn à? Anh chị Water có ở nhà không? Mời bà chủ vào nhà ạ. Thôi, tôi đến thu tiền nhà rồi đi luôn. Tiền nhà của anh chị hết 25 đô. Tới 25 đô cơ ạ? Thế mà chúng tôi cứ tưởng. Gớm, giờ nhà cửa đắt đỏ lắm. Tôi cũng chỉ tăng lên chút xíu thôi. Chứ anh mà đi hỏi khắp nơi cũng chẳng có giá rẻ như thế này đâu. Thôi không nói nhiều lời nữa, anh mau thanh toán tiền đi. Thưa bà, tôi tìm mãi rồi nhưng chỉ còn có được thế này thôi ạ. Sao lại chỉ có 10 đô là sao? Dân thưa bà, xin bà thông cảm, thư thư cho chúng tôi thêm một hai hôm nữa được không ạ? Thôi được rồi, đúng ngày mai tôi sẽ quay lại. Nể tình anh chị cũng đã thuê ở đây lâu rồi, lại có con nhỏ. Nhưng nếu đến chiều mai mà anh chị vẫn không thu xếp đủ tiền thì xin mời tự động dọn dẹp đồ đạc luôn đi nhé. Tôi sẽ không đồng ý trễ dù cho bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Trời ơi là trời, giờ thì làm sao mà thu xếp thêm được 15 đô trả cho bà ấy bây giờ? Không khéo chúng ta bị ném ra ngoài đường ấy. Chúng ta phải nghĩ xem cần làm sao bây giờ, Water. Anna, em cứ bình tĩnh đã nào, để anh suy nghĩ. Tất cả cũng tại suốt ngày anh hì hục lắp lắp tháo tháo, rồi cuối cùng được lại cái gì chứ? Chỉ để cho những kẻ khác được lợi, còn vợ con anh thì chẳng được gì cả. Sắp tới còn bị tống ra ngoài đường. Giá anh cứ chuyên tâm làm một thợ cơ khí bình thường thì ít ra hàng tháng còn có một món bỏ ra. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Mình thật là đồ tồi tệ. Một thằng đàn ông vô dụng, đến gia đình mình cũng không lo xong được. Bố mẹ ơi, hôm nay chúng ta ngủ ở đâu thế? Con lạnh lắm, con muốn nằm nghỉ. Trời ơi là trời, chẳng lẽ mình là người cha vô dụng đến vậy sao? Không thể giúp gì được cho vợ và con. Nghèo đến nỗi ngay cả chỗ ở cũng không có hay sao? Nhất định phải tìm ra cách gì đó mới được. Cách gì bây giờ? Chả lẽ lại đi dây những kẻ đã kiếm tiền trên sự sáng tạo của mình? Không, mình không thể chịu nhục như vậy được. Thế là Water cứ ngồi bên bờ sông, chìm đắm trong những suy nghĩ buồn bã và dây dứt về sự nghèo nàn và ấm ức. Ông ngồi từ trưa đến khi mặt trời đổ bóng. Trời ơi, trên tay mình là gì thế này? Một chiếc móc cài cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn, lại rất tiện dụng nữa. Cậu có sáng chế gì muốn bán cho chúng tôi sao? Vâng, tôi có vật này muốn đăng ký quyền sáng chế và bán ạ. Nó nhỏ nhắn, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu dụng đấy ạ. Anh định đem bán thứ này ư? Tôi lại còn tưởng đây là đồ chơi của tụi nhóc con cơ chứ. Ông hãy quan tâm đến tính hữu dụng của nó. Nó có thể móc, nối các vật cần sau lại trong một cách dễ dàng, chốt vào hay tháo ra cực kỳ đơn giản, nhưng lại rất an toàn.
Ngoài tác dụng sâu các vật lại với nhau và chốt lại thì đầu nhọn của cái kim băng này còn có thể làm vật sơ cứu được nữa đó. Nhưng mà trồng nó quá đơn giản, tôi e là... Thôi được, nếu ông vẫn chưa ưng thì tôi sẽ tìm đến một nơi khác để bán sáng chế này. Tôi tin là mình sẽ bán được. Này anh Walter. Gì thế? Thế anh ra giá bao nhiêu cho sản phẩm này? Tất nhiên là phải từ 100 đô trở lên rồi thưa ông. Được lắm, 400 đô la là giá chúng tôi trả cho sáng chế này của anh. Anh đồng ý bán lại cho chúng tôi chứ? Vâng, tất nhiên rồi, tôi hoàn toàn đồng ý thưa ông. Khi mua một phát minh, điều đầu tiên chúng tôi muốn ấy là chính cha đẻ của phát minh phải thật tự tin và tin tưởng vào chính sản phẩm mà mình sáng tạo ra. Bởi họ có tin thì khách hàng mới tin được. Anh hiểu chưa? Vâng, tôi hiểu ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều vì cuối cùng đã nhìn nhận lại sản phẩm này của tôi. Thật sự cảm ơn ngài. Walter, anh nói sao? Cái kim băng đó của anh bán được 400 đô la ư? Trời ơi, lạy Chúa, người đã giúp đỡ chúng con vượt qua cơn khốn khó này. Ôi, thích quá, thích quá. Vậy là chúng ta không phải ra ngoài đường ở nữa, đúng không hả mẹ? Ừ, con yêu. Lần này xem ra cũng có thể là mình gặp may trong thương thuyết về việc bán lại bản quyền thì họ mới trả giá lên hẳn 400 đô. Chứ thực trong thâm tâm mình cũng không nghĩ là nó bán được chừng ấy tiền. Sau khi mua lại bản quyền của Walter, công ty WRA's Corporation đã tung ra thị trường với một số lượng lớn sản phẩm và được công chúng đón nhận nhiệt tình, thu về một số tiền khổng lồ. Công ty WRA's Corporation đã thu được hàng triệu đô la với sản phẩm kim băng mà họ tung ra thị trường trong một thời gian rất ngắn. Trời ạ, không ngờ chỉ từ một phát minh nhỏ của mình mà có thể mang lại cho họ một món lợi nhuận khổng lồ như vậy. Thế mà khi mình cầm trong tay 400 đô la của họ, mình còn thậm chí nghĩ họ đã trả hớ cho mình đấy chứ. Walter, em nghĩ đây cũng chính là một bài học cho chúng ta để biết quý trọng và đánh giá đúng hơn những sản phẩm mà mình tạo ra đấy. Em nói phải. Xưa nay anh đã dồn rất nhiều công sức và tâm huyết để sáng tạo ra những sản phẩm mới, nhưng khi đưa nó ra thị trường lại rất rụt rè và không quyết đoán. Mình cần phải xem lại. Anh sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về cuộc đời của nhà phát minh người Mỹ Walter Hunt, người đã có rất nhiều những sáng chế từ những phát minh hàng ngày vào thế kỷ thứ 18. Walter Hunt là một nhà sáng chế với sức sáng tạo dồi dào hiếm thấy, nhưng ông lại có cuộc sống khá nghèo túng vì những phát minh của ông tạo ra luôn bị người khác trục lợi. Sau câu chuyện về phát minh ra chiếc kim băng, ông đã biết chú trọng hơn đến bản quyền và việc bán những phát minh mình tạo ra, dần dần tháo gỡ những thiếu thốn về vật chất mà gia đình gặp phải. Marie Curie và hành trình tìm ra chất trị ung thư. Hay quá nhỉ? Cô vẫn còn chưa tránh xa con trai tôi ra hay sao? Tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Kìa mẹ, sao mẹ lại làm thế? Có chuyện gì vậy nhỉ? Ơ kìa, là Mary Slodowska mà. Có chuyện gì với cậu ấy thế nhỉ? Mọi người xem, cô ta đến dạy gia sư cho con trai tôi và dụ dỗ luôn thằng bé hòng bước vào cửa nhà tôi. Thằng bé non nớt, nó có biết gì đâu. Thưa bác, xin bác đừng buông những lời như vậy giữa chốn đông người. Như vậy rất dễ gây hiểu lầm. Có chuyện gì chúng ta nói chuyện riêng được không ạ? Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả. Nhân đây tôi cũng muốn nói luôn cho cô biết, gia đình chúng tôi đã gửi đơn tố giác cô vì tôi dụ dỗ con trai của tôi. Cô sẽ sớm phải nhận hậu quả thôi. Từ giây phút này, nếu cô còn đến gần con trai tôi nửa bước, cô sẽ không được sống yên ổn với tôi đâu. Gửi cả đơn tố giác thì cô ấy gặp rắc rối rồi. Không biết thật hư câu chuyện này như thế nào nữa. Cô ấy thật là tội nghiệp mà. Nguy rồi, Mary chắc hẳn đang rất sốc.
Mary Slodowska, trời ơi, cậu chạy nhanh thật đấy. Nhưng cậu đang định làm gì vậy? Đứng như vậy nguy hiểm lắm. Trời lại đang nổi gió lớn. Cậu mau quay trở về nhà đi. Đừng quan tâm đến mình. Mình chẳng còn gì cả. Cậu bảo mình phải tiếp tục cuộc sống này như thế nào đây? Gia đình anh ta đã gửi đơn tố giác mình. Tại sao họ lại có thể tàn nhẫn với mình như thế? Chúng mình đều yêu nhau, tại sao lại nói mình dụ dỗ con trai của họ được cơ chứ? Giờ mình còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa đây? Mary, có ai không? Cứu với, có ai không? Cô ấy không sao chứ? Mau gọi xe cấp cứu đi. Trường Đại học Sorbonne, Paris, Pháp. Sau vết thương lòng từ mối tình đầu gây ra, Mary chẳng còn chú tâm chuyện yêu đương mà dốc sức làm việc và dành dụm tiền để thực hiện ước mơ học tập, nghiên cứu của mình tại trường đại học Sorbonne, Pháp. Nơi đây, cô gặp Pierre Curie, anh vừa là người thầy, vừa là tri kỷ và là cộng sự thân thiết. Cảm ơn anh đã giúp em, Pierre. Hy vọng rằng luận án tiến sĩ về chất phóng xạ của em lần này sẽ thành công tốt đẹp. Đây không hẳn là giúp em mà là anh. Ấy, anh cũng rất đam mê nghiên cứu phóng xạ đó sao? Sẽ là một hành trình vất vả đó, Mary ạ. Và còn nguy hiểm nữa. Làm việc với quá chất chưa bao giờ là việc đơn giản cả. Chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng sức khỏe. Cần phải thận trọng. Em chẳng e ngại điều gì cả, Pierre. Thôi chết, trời đã sáng rồi sao? Mình ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ? Trời ơi, lãng phí thời gian quá. Đêm qua, Pierre đã âm thầm khoác áo cho mình nữa. Ôi! Mary, tỉnh lại đi em ơi. Đừng vậy mà. Mau tỉnh lại đi em. Có ai không? Làm ơn giúp chúng tôi. Đừng làm anh sợ, Mary Curie. Pierre, em không sao. Em không sao mà. Trong thời gian cùng nghiên cứu khoáng chất, cùng học tập và nghiên cứu, Pierre và Mary Curie đã yêu nhau. Bằng tất cả sự chân thành của mình, Pierre đã giúp Mary xoa dịu đi những tổn thương trong quá khứ và bắt đầu một hành trình hạnh phúc mới. Một thời gian sau đó, hai người nên duyên vợ chồng. Trời ơi, lại thất bại nữa rồi. Chúng ta đã thất bại cả ngàn lần rồi. Thất bại thêm một lần nữa có sao đâu em. Với cả còn phải xem phản ứng xảy ra ở hai góc bên cạnh nữa mà. Em uống một chút sữa đi đã. Anh thật sự lo lắng cho con chúng ta. Nếu như em cứ làm việc và tiếp xúc với những chất độc hại như thế này, con ngày nào cũng làm việc cùng mẹ như thế này, có khi sau này lại trở thành thiên tài đấy nhỉ. Anh xem kìa, Pierre. Chúng đang phát ra tia huỳnh quang màu xanh lấp lánh, nhìn như là những ánh sao trời vậy. Là radium. Đúng vậy. Chúng là hàng ngàn ngôi sao đang bay lên bầu trời đêm. Chúng ta thành công rồi. Tuyệt quá. Niềm vui lớn như thế này, chúng ta không thể thiếu mẹ được. Anh đi đón mẹ. Cả nhà mình cùng ăn mừng em nhé. Vâng, anh nhớ chú ý an toàn nhé. Bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi. Con ơi, con ơi, Pierre, Pierre. Mẹ, có chuyện gì vậy? Pierre sao cơ ạ? Pierre bị tai nạn nghiêm trọng lắm. Cẩn thận, con ơi. Con còn chưa chào đời, cha còn chưa kịp nhìn thấy mặt con. Vậy mà cha đã vội vã để lại mẹ con mình ở thế giới này để đến một thế giới khác. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa thể tin nổi. Điều đó là sự thật. Pierre, chuột, chuột kìa. Pierre không còn ở đây nữa. Pierre, giá như anh ở đây cùng em. Máu à,
Không được, mình phải thật khỏe mạnh. Tuyệt vời quá. Chúc mừng Marie Curie. Chúc mừng Marie Curie. Sau hàng nghìn thí nghiệm thất bại, sau tất cả những khó khăn về điều kiện làm việc cũng như thời gian, hơn thế là con sau cả những mất mát không gì có thể bù đắp lại được. Cuối cùng thì tôi và Pierre, người chồng yêu dấu của tôi, cũng đã tìm ra radium và cách bóc tách được nguyên tố này. Nó trở thành một vũ khí hữu hiệu chống bệnh ung thư. Tôi hy vọng rằng thành quả này có thể giúp ích được cho mọi người trong việc chống lại căn bệnh quái ác này. Tuyệt vời quá. Chúc mừng Marie Curie. Chỉ tiếc rằng người đã đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường dài nghiên cứu đã không còn hiện hữu ở đây. Tôi chỉ muốn mọi người biết được rằng tất cả những gì mà tôi có được của ngày hôm nay có công rất lớn người mà tôi vô cùng yêu thương, Pierre, chồng tôi. Có rất nhiều người đã muốn mua phát minh này của tôi, nhưng tôi đã từ chối và quyết định công khai cho giới y học, bởi vì tôi muốn nó thực sự trở thành một phát minh có ý nghĩa. Hơn thế, phát minh này còn là tình yêu của vợ chồng tôi. Nó mãi mãi thuộc về chúng tôi. Chúc mừng chúng mình nhé, Pierre. Trời ơi, cô ấy ngất rồi kìa. Cô ấy làm sao thế nhỉ? Chắc là do làm việc quá sức. Sau khi radium được bóc tách từ quặng thì người ta mới phát hiện ra đặc tính phóng xạ mạnh của chất này có thể xuyên qua cơ thể người trị tế bào ung thư. Ngay cả Mary cũng không ý thức được sự nguy hiểm của nguyên tố này. Sau nhiều năm ăn ngủ cùng nó thì bà mắc ung thư bạch cầu. Năm 1934, Mary Curie, người con gái kiên cường, mạnh mẽ, đã qua đời vì trúng độc radi. Mary Curie là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trên thế giới hai lần được nhận giải thưởng Nobel trong lĩnh vực vật lý và hóa học, được suy tôn là nữ bác học xuất sắc nhất trên toàn thế giới. Phát minh về chất trị ung thư của bà là một cống hiến vô cùng vĩ đại cho nhân loại. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Mary Curie, nhà bác học phát minh ra chất trị ung thư tại Pháp vào những năm đầu thế kỷ 20. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!